Nhân dịp đại lễ 12 tháng 8 năm 2022 là dỗ của Đức Phật tại Tây An lần thứ 166, thì nghe bức tranh này đó mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta gặp bác Ba Bình Dân và đồng đạo Thiện Nghĩa để giảng về pháp của Đức Phật tại Tây An và Đức Quỳnh Giáo Chủ, cho cô chú anh chị và các bạn cùng được nghe và được thấm thía những lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật Thầy và Đức Quỳnh Giáo Chủ để lại cho hậu thế nha. Giờ em xin mời cô chú anh chị các bạn hướng mắt về màn hình để chúng ta xem bác Ba Bình Dân để thuyết giảng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy và kính tất cả quý đồng đạo khắp nơi trong nước và ngoài nước thân kính mến. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm nhâm dần của lễ chánh kỷ niệm Đức Phật Thầy Tây An Viên Tịch, kỷ niệm 166 năm. Nhân dịp quý đồng đạo mình nhân thì giờ quý báo trở đây để tưởng nhớ ngày vị Đức Phật Thầy Xiển Vương giáo pháp từ năm 1849 đến nay. Và kính thưa quý vị, đúng 90 năm sau thì trong khi đó Đức Phật Thầy Viên Tịch 1856 tính đến nay là đã 166 năm, thì 90 năm sau Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo đúng ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939 đến nay cũng đã 83 năm rồi. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo cách đây 150 mấy năm, và Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo cũng cách đây 83 năm. Do nơi đó mà đạo Phật giáo Hòa Hảo có truyền thống như sau: Phật xuất An Giang đủ phép màu, giáo truyền đạo tích rất cao sâu, và trong sanh chúng gieo điều thiện và hảo ý đưa về mới kiến Vũ Châu. Kính thưa quý vị, do nơi đó mà Phật giáo Hòa Hảo cũng có những câu phán thủ như sau: Phật hóa thân trong mạc hạ kỳ, giáo trần bằng dạng lẽ quyền di, và người và Phật liên hoa hội, hảo dịp này đây có mấy khi. Kính thưa quý vị, Đức Thầy chúng ta khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, tông phái của Phật Thầy Tây An là Bổ Sơn Kỳ Hương đó quý vị. Mà kính thưa quý vị, bốn chữ Bổ Hương Sơn Kỳ Hương này như thế nào mà Đức Thầy chúng ta phải bảo chúng ta là muốn xem bốn chữ Long Châu phải bền gan sắt đá sòng nâu tu thì. Thì kính thưa quý vị, do nơi đó mà cái tông phái Bổn Sơn Kỳ Hương này rất là danh dự năm châu bốn biển. Sau đây khi mà ngày là đại hội Long Hoa khai mở thì lúc đó bay mùi thơm cả Tây Đông là quý vị ơi. Do nơi đó mà Đức Thầy cũng thường dạy chúng ta, Ngài cũng ước mơ thế giới Lăng Hòa Hảo để nhà Phật con tiên mới hé miệng cười, và Ngài cũng thường khuyên dạy chúng ta ước trăm họ nhẹ mình có cánh để đồng bay về cực lạc một đàn. Do nơi đó mà nếu chúng ta nghe theo lời Ngài chỉ dạy thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, còn bằng ngược lại nếu chúng ta mê danh mê lợi mê tình thì chúng ta không nhẹ mình được, chúng ta bị danh lợi nó buộc ràng. Cũng như Đức Thầy thường dạy chúng ta mà một đoạn pháp trong Nguyễn Tư: Con phù du hẳn hờ nào biết, thấy ánh đèn thì nó quyết chung vô, và thảm thương thay chết éo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ, kệ phiên cần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật Đức Thầy chỉ dạy chúng ta thì chúng ta lưu tâm cho kỹ, chúng ta mới rời xa được những cái hư vọng, để chúng ta mới nghe theo lời Ngài chỉ dạy tu hành để gia đình chúng ta được hạnh phúc, cũng như Ngài thường dạy chúng ta tu cầu sao mà gia đạo được vuông tròn, và để chồng hòa vợ thuận mà cháu con thảo hiền, và tu cầu như thế nào mà Phật hóa tánh tình, lưới mê chúng ta chẳng buộc thì chúng ta được nhẹ mình tiêu dao. Chú chụp thì con chụp cho. Do nơi đó mà đây nè, chúng ta nghe theo lời của Ngài
thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Do nơi đâu mà Ngài dạy chúng ta, Ngài nói là việc tu thân nếu thiện tính mà bé mở nồi lạc giờ thì chừng quả đến e cho khó tránh. Đây nè, đây nè. Và kính thưa quý vị, cái lòng từ bi bác ái của Đức Thầy chúng ta thương chúng ta như thế nào, gần như đến cái từ bi của Ngài vô bến vô bờ. Trong cái bài Sứ Mạng, Ngài cũng có nêu lên rõ một đoạn như sau: mấy quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh giảm bảo. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, vẫn quản thân giúp thế cứu dân, dông thân dị quốc, húng chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần để chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa trang, thương bất tính đến hồi tai họa. Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long qua, chọn như đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo. Và kính thưa quý vị, ngoài ra Ngài còn dạy chúng ta rằng: chớ mình hồn giữa lâm sang, thảnh thơi còn xuống thế gian làm gì, và ước mơ thượng cổ hồi quy, thế trần no ấm, phú thi mới an nhàn. Do nơi đó mà cái tâm niệm từ bi của Ngài, quý đồng đạo mình thấy như thế nào? Ngài còn nói thêm: nếu chúng sanh còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Hay hoặc giả rằng là trong bài Trao Lời Cùng Ông Táo thì Ngài cũng nói rằng: chừng nào mà bể trầm lưng khô cạn sáo đàn thì tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Thì kính thưa quý vị, do nơi đó mà cái lòng từ bi của Ngài còn ước ao nhiều nỗi khác hơn nữa. Ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười, ta hoặc giả là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng để đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Thì kính thưa quý vị, do nơi đó mà bao nhiêu lời vàng tiếng ngọc của Ngài dạy chúng ta, chúng ta nghe theo đúng thì chúng ta được hạnh phúc an vui. Cho nên những cái phương pháp cơ bản mà Ngài dạy cho chúng ta sẽ thành công viên mãn như sau: nếu ta theo con đường pháp chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm được thanh tịnh, luôn làm việc nhân từ và không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, và chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để vẫn tham lam ích kỷ và thường gây mối thiện duyên, thì lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, màn vô minh sẽ bị diệt mất. Kính thưa quý vị, do nơi đó mà Ngài cũng thường dạy chúng ta phải trao tâm luyện tánh cho mình và chiên lo niệm Phật sửa mình cho trơn, hay là tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến khỉ tình chùi lao. Thì kính thưa quý vị, hai câu mà rèn cho mình mà tánh kia thành kiến khỉ tình chùi lao, đó là chúng ta tu hành, chúng ta được trì chay giữ giới, chúng ta không còn phạm giới, thì cuộc đời chúng ta luôn luôn hạnh phúc, chúng ta làm chủ tâm, chúng ta được cái tự tin. Do nơi đó mà đạo hiểu rồi ngon tợ gỏi nem, và mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh. Kính thưa quý vị, tại sao chúng ta không ăn không uống được mà Đức Thầy chúng ta nói là ngon? Đó là cái tinh thần của chúng ta ngon. Chúng ta đem đặt niềm tin Đức Phật Thầy chỉ dạy, chúng ta phải tin sâu 100%, thì từ chỗ đó chúng ta mới thấy ngon như gỏi nem. Chúng ta tin rằng nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy, gia đình chúng ta hạnh phúc, khi lâm chung chúng ta được Phật Tổ A Di Đà hướng dẫn cái linh hồn ta về cảnh giới an vui của Ngài, mà hưởng cái cảnh trường sanh bất lão, chúng ta cứu khổ được cứu quyền. Do nơi đó cái niềm tin sâu vào đó mà chúng ta thấy ngon như gỏi nem. Do nơi đó mà trên đường tu chúng ta không chảnh mãn được, dù khó khăn cách nào chúng ta cũng luôn luôn cố gắng. Và kính thưa quý vị, do nơi đó mời mắt lên chú ba mà lời dạy của Ngài
theo đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ. Thì do nơi đó trong kinh Phật cũng có một cái lời dạy chúng ta như sau: người muốn thấy phép linh của Phật, muốn Phật đưa khỏi chốn hồng trần, tự mình phải biết tu thân, ở cho có nghĩa có nhân với đời. Nên bố thí cho người đói rách và nên khoan dung kẻ biết lỗi lầm. Lúc nào cũng lấy từ tâm mà không đem ác ý ra làm cho ai. Tâm tánh đạo phải dồi mài mỗi bữa và hạnh kiểm tu với trao sửa hàng ngày. Tự mình sửa dạy ra ngay và lấy kinh để lượng đúng sai trong lòng. Luôn tưởng Phật tâm không sao lãng và thường chủ tâm để thắng ngoại trần. Trọn lành cả khẩu ý thân và tùy phương tiện đáp bốn ân cho tròn. Phải quyết giữ vững lòng son với Phật, phải quyết tu cầu giải thoát trần gian. Đạo tâm tinh tấn một đàn, nhiệm màu sẽ thấy tây khoan được kề. Đường xa mấy quyết về sẽ tới, đất khô bao cố tưới sẽ mạng. Đừng ngờ khỏi Phật có xem, chớ cho đất cứng mà không đem gieo trồng. Dạng sự ở nơi lòng cố gắng, quyết tâm thì chắc chắn tu thành. Đường tu nếu gặp yêu tinh, cũng có chư hộ pháp bên mình chở che. Người không thấy cho Phật nghe thấy hết, khi lòng người tha thiết khẩn cầu, mặc dù Phật ở nơi đâu vẫn lai vãng đến để phù hộ cho. Vì Phật không ngớt thương lo cho thế, chẳng khác nào lòng mẹ thương con. Khổ con lòng mẹ héo von, khổ đời lòng Phật đau còn chi hơn. Không quên gọi Phật còn cứu độ, huống chi cầu Phật có đâu ngơ. Phật nay như Phật ban sơ, vẫn từ bi chẳng bao giờ bỏ ai. Để học Phật chớ sai tánh Phật, phải mở lòng thương hết mọi người. Giúp người dù khổ cũng vui, độ đời dù phải chịu đời trầm thăng. Chưa hiểu Phật phải khá toan tìm Phật, trước nhất nên nắm chặt cõi lòng. Rửa lòng trong tợ gương trong, sẽ là thấy Phật và thông đạo màu. Liên qua muốn được giàu được chứng, phải lập công cho xứng tu hành. Phải thành tâm quyết siêu sanh, phải lo làm phước làm lành cho dân. Phát huệ bởi tâm thần được lặng, chứng đạo do tánh Phật được khai. Và tu hành bất luận gái trai, phải ráng khai tánh Phật chớ khai tâm thần. Khai tánh Phật quyến thân hết khổ, mà khai tâm thần tông tổ thêm đau. Những người cửa Phật được giàu là người đã chẳng điều nào trần tâm. Tu nên lấy đó làm mực thước, biết mình tu đã được hay chưa. Nếu chưa phải ráng sửa ráng chừa, được rồi phải tiến tới, đến giờ viên thông. Kính thưa quý vị, đó là trích đoạn trong một quyển sám giảng đến liên hoa của Đức Phật. Và kính thưa quý vị, Đức Thầy chúng ta cũng thường dạy thêm, chúng ta phải lấy gương trí huệ mà quét sạch ma lòng, và phải lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, và hãy lấy từ bi bác ái mà cư xử với mọi người. Do nơi đó mà một cái khuôn mẫu, khuôn vàng thước ngọc của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy, thì phương pháp căn bản chúng ta nó có cái nền đạo đức. Thì nơi đây là trong kinh Phật cũng trích đoạn cái bài nền đạo đức như sau: Nam Mô A Di Đà Phật. Nền đạo đức ráng làm sáng tỏ, bởi bà con lớn nhỏ quê nhà, muốn cho thân được giữ liên hoa, chớ để đạo mê xa trần tục. Làm nhà cửa chẳng dùng cây mục, làm Phật tiên chẳng chút nhiễm trần. Anh chị em phải ráng tu thân, đừng ngao ngán gian truân lắm lúc. Tuy phải chịu năm vào mười lục, có ngày mới nên hình Phật tốt tiên. Chớ nản lòng trước cảnh đảo điên, phải khá bền chí lo chiên đạo pháp. Đất lạnh trước rồi sau mới ấm áp, sung sướng nay mai mốt khổ lao. Công phu nhiều thì quả mới cao, lơ là quá làm sao ngộ đạo. Tu trong bụng chứ đừng tu ngoài áo, đạo tại tâm chứ đạo tại mồm. Biết đạo nên hương nước sớm hôm, đừng tu bật đèn nhang mai tối. Tu chân chánh chứ tu giả dối, đường Phật đi nên nói có theo. Đã xả thân chớ sợ nguy nghèo, theo tâm Phật đừng theo ma quỷ. Chưa hiểu đạo là còn tánh quỷ, hiểu đạo rồi phải ráng trị tà tâm. Nên tưởng tin Phật pháp thẳng thâm, khá thực hiện từ tâm bác ái. Lấy nhẫn nhục thắng qua vật ngại, đem giới răng ngăn cái tâm thần.
dù yêu tinh đầy dẫy bên thân cũng chớ để tinh thần ngơ ngác. Niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, một lòng nguyện bến giác tầm qua, nghiệp thế gian trút hết ta bà, lòng Bồ Tát ôm qua tịnh độ. Trên đường tiến đến ngày tỏ ngộ, khó khăn bao cũng ráng tu hành, giữ mặt ai mình vẫn làm lành, cứ như thế mà hành mới được. Đường đạo có xa bao cũng bước, tình đời dù trái ngược cũng tu. Tu cho mình hết kiếp dại ngu, tu cho kẻ khỏi câu thống khổ. Muốn giải thoát phải tìm phương tịnh độ, muốn siêu sanh phải theo lộ thiền môn. Độ sát thân, độ cả linh hồn, độ mình kế, độ luôn bá tánh. Rèn phước đức dồi trao đạo hạnh, tánh phàm phu đổi tánh Phật tiên. Mối từ bi năm tháng nối liền, đường chánh giác ngày đêm rộng mở. Chẳng những tự lo cho thông nợ, xong nợ, còn giúp người sớm gỡ dây oan, đem sự tu biến khỏi trần hoàng. Hết nghe thấy tiếng than cảnh khổ, tu cho đúng con đường đại độ, tu cho thông con lộ quyền di. Chớ núng nao công việc nghĩa nghì, đừng từ chối những gì phước đức. Trước hết tự mình nỗ lực, rồi Phật tiên giúp sức thêm cho. Tu ngồi không công đức không lo, tu như thế bao giờ đắc đạo. Tu nhân đạo phải lo hiếu thảo, tu Phật môn phải giáo độ đời. Tu mà không giúp ích cho người là tu trái ngược lời chư Phật. Tu là phải tâm vô nhất vật, tu còn ham vật chất sao nên. Thoái đời tuy khó bỏ ráng quên, tánh đạo rất khó rèn ráng tập. Phải cương quyết chứ đừng lập bập, nay không thành bữa khác cũng thành. Như Thích Ca luyện đạo non xanh, như Tam Tạng tĩnh kinh đông độ. Không cương quyết đâu thành Phật tổ, không nhất tâm đâu ngộ Như Lai. Người xưa kia như thể người nay, thành đạo chẳng một ngày mà được. Tiên thánh cũng phải thăng cầm bao lượt, cố gắng tu hết sức mới thành. Ít có ai bữa trước mới hành mà bữa sau được nên danh Bồ Tát. Người thường trước có nhiều tội ác, kén tu công đủ sức tiêu trừ. Phải làm cho công đức có dư, tội ác hết cái chân như mới tỏ. Cũng như muốn lúa tốt là nằm sạch cỏ, muốn có tánh minh phải bỏ cái lòng tà. Nếu lưng trần cửa mặt cửa ma, đến chết cũng không ra gì cả. Nói tiên cơ mà không hối quá, rốt rồi cũng như cá mắc câu. Vì hội Phật tiên chẳng dễ gặp đâu, muốn gặp được phải công tu dài dặn. Hội tiên Phật người nào dự đẳng, tự nhiên người ấy chứng quả rồi. Tu lưng trần đạo lâu thôi, có mong dự chính ngôi xem báo. Hỡi tất cả anh em trong đạo, hỡi bà con đạo ấu gần xa, ráng thành tâm thành đạo Thích Ca, ráng thật ý tạo ra phước đức. Khá thương nhau như là cận ruột, khá giúp nhau trong cuộc gian nguy. Trên con đường trí huệ từ bi, ráng dìu dắt nhau đi tột chỗ. Thiên hạ sống còn đầy đau khổ, đạo nghĩa nên thi thấu rộng ra. Giải cứu đời khỏi cảnh thiết tha, hỡi đồng đạo quê nhà cố gắng. Từ xứ lạ đôi lời gửi nhắn, gọi là quà hiếu tặng cho nhau. Xa nhau xa mặt xa mày, trong lòng trong dạ không ngày đồng xa. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị, Đức Thầy chúng ta cũng thường dạy, ngày nay sớm đến đàn tu tập chư Phật với chú an linh hồn, hội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khôn luân hồi. Và nguyện cầu qua khỏi nạn tai, chẳng coi tiên thánh với lầu đài quốc dương. Thì kính thưa quý vị, Đức Thầy chúng ta dạy đó, tu hành hiền đức mới được thảnh thơi, và ngay cha thảo chúa mới được Phật trời cứu cho. Thì kính thưa quý vị, hai câu giảng vừa rồi chúng ta làm như lời Đức Thầy chỉ dạy, dù có con Covid hay dịch bệnh tà ma quái cỡ nào cũng không bao giờ xâm lấn cái người đạo được, cũng như tà không thể hại gì được chánh. Như nước càng đập mạnh thì càng dâng, khi người hữu đức hữu căn luôn luôn có ánh hào quang khắp mình, làm cho mắt tà tinh bị chó không dễ gì xông phá lại gần. Lúc nào cũng bảo vệ thân được an thể xác, tinh thần cũng an. Nhưng mà ngược lại, kẻ lòng gian tánh xấu dễ làm nơi cơ cấu cho ma. Khác nào cỡ muốn vào nhà được người ở cửa thì lại vào ngay. Kính thưa quý vị, những đoạn pháp vừa rồi thì Đức Phật Đức Thầy dạy chúng ta sự tu hành là phải trì chay giữ giới cho nghiêm minh, cũng như nhà cửa chúng ta là phải đóng cửa cho then chốt thì ăn trộm mới không vô được. Còn chúng ta tu hành không trì chay giữ giới nghiêm minh thì chúng ta phạm giới, không khi nào chúng ta thành đạo, và Đức Phật không thể độ chúng ta được. Do nơi đó mà Đức Thầy dạy chúng ta thì khuôn vàng tước ngọc. Do nơi đó có một vị Bồ Tát gửi cho một ông bạn đồng đạo
qua những câu như sau. Ông bạn đồng đạo đó là ông tên là ông Nguyễn Văn Bạc, gửi bức thư này 30 tháng 4 năm 1968, đúng 20 câu. Nam Mô A Di Đà Phật. Đời là khổ, tạo nghiệp nhiều thêm khổ, khổ đời mà biết rỡ ấy là khôn. Khi lo thân sống phải nhớ lo hồn, bỏ hồn chỉ lo thân là uổng kiếp. Thân sẽ mất nhưng hồn còn theo nghiệp, hồn mượn thân để làm nghiệp cầu siêu. Nên sống cho hồn được quy Phật tiêu diêu, chớ sống để hồn theo muôn đài đọa. Đời càng tạo là càng khiến không thông thả, đạo càng tu càng khiến nhẹ khổ đau. Vì đạo là đường hạnh phúc cõi trần lao, cũng là cửa đưa người vào cực lạc. Muốn hạnh phúc và muốn cho giải thoát thì đường đạo nên tiến bước chớ nên dừng. Giả thân này tu để đổi lấy chân thân, dịp lành mất muôn lần không thể kiếm. Sanh ra gặp đạo màu là của hiếm, có duyên xưa chứ không phải chuyện bất ngờ. Quyết tu hành chứ để phút nào ngơ, nhất tâm được thì có giờ thành đạo được. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Đức Thầy cũng thường dạy chúng ta tu cầu là thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa. Tu cầu yên nước lợi nhà, phủ quyền thất tổ chốn diêm lo được pháp thành. Và tu cầu mà sao mà Phật quá tánh tình, lưới mê chẳng buộc của nhà mình tiêu dao. Tu cầu của Phật nặng giàu, gót sen thông thả mới xiết bao thanh nhàn. Và tu cầu bệnh tật tiêu tan mà chúng ta phải được 40 đại đức từ bi hỷ xã, chúng ta mới được Phật ban phép lành. Tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Khỏi trần đừng đắm ngựa xe mà đeo tuồng mộng quyển lập đè sắc hương. Nếu tu cầu trăm họ được hiền lương thì đồng tin niệm Phật tai ương chẳng còn. Và tu cầu gia đạo được vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con với thảo hèn. Và tu cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa kề chân Phật xa miền càng lao. Tu cầu chống hết binh đao, gặp đời bình sĩ xiết bao vui dày. Mới mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điện ngọc trò thầy mới đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời phiến thiện thì lòng liền phát tâm. Và ai tu rõ mối quyền tâm thì quy đầu vào pháp là khỏi lâm tai nạn. Kính thưa quý vị, do nơi đó những khuôn vàng thước học của Đức Phật Đức Thầy dạy chúng ta. Mà nếu ai mà tu hành được cái tình đạo Phật vẹn còn rồi thì gia đình luôn luôn hạnh phúc, không còn tai nạn, ưu lự ưu tư gì hết. Qua những đoạn pháp trong kinh Phật như sau: tình đạo Phật lâu dài vô tận, tình an vui không có vấn đau sầu. Bất kỳ ở nơi đâu có tình ấy được là hết câu não phiền. Và kính thưa quý vị, tình đạo Phật nữ nam bất kể, nhưng mà khai hay bế tại người. Khai thì sống phúc thác vui, bế thì sống khổ thác chui a tì. Và tình đạo Phật luôn mở đường giải thoát, đưa chúng sanh khỏi các cực hình. Nếu là gặp khách hữu tình thì tình ấy sẽ hy sinh hạnh cùng. Kính thưa quý vị, hai câu giảng vừa rồi là nếu là gặp khách hữu tình thì tình ấy sẽ hy sinh hạnh cùng. Chúng ta tu hành mà quỷ khiếp thần câm, chúng ta sẽ hy sinh đời mạng như chúng ta. Vật chất tinh thần lo đạo, quyết chí sốt sắng như Đức Thầy chỉ dạy đó thì Đức Phật sẽ độ chúng ta đến tận nơi. Do nơi đó mà tình đạo Phật ra ngoài nghiệp ái, còn phàm tình bị buộc cái phàm duyên, phàm tình còn bị cuồng điên, nhưng tình đạo Phật là không phiền bị đâu. Do nơi đó tình đạo Phật nữ nam bất chấp, trí hay ngu cố tập sẽ nên, và đài sen muốn được bước lên. Nữ nam lão ấu đừng quên Phật tình, tình đạo Phật ráng gìn ráng có, tánh mê si cũng thỏ ngộ ra. Những đau khổ cũng lần qua, ưu sầu phiền não cũng là tiêu đi. Và tình đạo Phật diệu y diệu dược, dạng bệnh đời sẽ được trị lành. Trị tâm và trị thân sanh, diện màu không thể thinh danh nào bì. Kính thưa quý vị, do nơi đó mà bao nhiêu cái lời vàng tiếng ngọc, cũng như tình đạo Phật người nào được có, thì đời như thiền gặp gió thổi xuôi. Không riêng lúc sống được vui, mà trong khi thác lại đầy mùi thiêng liêng đó quý vị. Đó, cho nên đó là Đức Thầy dạy chúng ta mà chúng ta tu hành như thế nào, mà người tu như thể bá tòng, ai ai quý cũng trông cũng nhìn, thì lúc đó chúng ta được hạnh phúc. Và Đức Thầy cũng thường dạy chúng ta qua những lời siêu màu như sau. Trong quyển tư Ngài cũng dạy là A Di Đà luôn nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh. Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm với người hiền đức. Thì kính thưa quý vị, do nơi đó mà cảnh Tây Thiên báo ngọc tới đầy lầu, ráng tu tỉnh để tìm nơi an dưỡng.
và kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà. Thì kính thưa quý vị, trên đường tu chúng ta mà được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà thì gia đình đó luôn luôn an lành, hạnh phúc, an vui. Và tu sĩ đó cái vé về cực lạc cũng chắc chắn, cũng nằm trong tay. Và cũng như quý vị là tu cầu bệnh tật tiêu tan mà quý vị có 40 đại đức từ bi xã, quý vị được Phật ban phép thần rồi thì xin lỗi quý vị, không có thể đem tiền tỷ vàng ký mà mua cái vé về cực lạc được, chỉ có đem lòng từ bi bác ái mà thôi. Cho nên đó thầy thường dạy chúng ta tâm từ bi sánh thể tới ngọc ngà, trong các báo khó bị tánh thiện. Do nơi đó mà ngài dạy chúng ta làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác và quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Thì chúng ta trên đường tu học thì Đức Thầy dạy chúng ta niệm Di Đà, ráng niệm cho rằng thì mới được giảng sanh cực lạc. Niệm rằng là như thế nào, bắt hai duy sanh thời đó cũng có hỏi dùm mấy đồng đạo. Thì Đức Thầy có giải trình, ai muốn niệm rằng trước hết phải biết tha thứ, kế đó phải biết thương xót, kế đó là phải biết giúp đỡ. Đó là đã niệm rằng. Thì kính thưa quý vị, do nơi đó mà bao nhiêu lời vàng tiếng ngọc xét ra từ năm 1939 đến giờ thì cả miền Nam nước Việt Nam, nói chung là tỉnh An Giang, bao nhiêu gia đình đồng đạo mà thường tí nào là nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy tu niệm thì luôn luôn là an lành, là hạnh phúc, vui tươi. Cho nên bây giờ miền Nam Việt Nam chúng ta bệnh viện nào cũng có những cái tổ chức thiện nguyện, đãi cơm, đãi cháo, đãi cơm từ thiện, cũng như chúng ta thấy đãi hội Phật Thầy Tây An đây thì đãi cơm, đãi cháo, đãi bún, đãi bánh mì, đãi cà phê, sữa, đậu nành rồi à, còn bé là không thiếu gì hết em. Đó là do cái Đức Bình Giáo Chủ truyền ra một cái mối đạo từ bi bác ái mà chúng ta tin và nghe theo, chúng ta mới được thực hiện cái tinh thần cao quý như thế đó. Và kính thưa quý vị, còn nhắc thêm một đoạn pháp mà chúng ta nghe theo lời Đức Thầy Đức Phật chỉ dạy, thì cũng có một cái đoạn pháp của trong kinh Phật gửi cho một ông này, ổng tên là ông Thiện Ân, với những câu như sau: Nam Mô Di Đà Phật. Ưng ơi ngài thử tu hành, giàu sang khó sánh, công danh khó bị. Ưng ơi lòng dạ từ bi, tình nào dám đọ mà nghĩa chi dám tình. Ưng ơi độ kẻ độ mình, từ bi phải ráng học, tu hành phải ráng lo. Ưng ơi biển khổ quá to, muốn qua phải mượn chiếc đò từ bi. Ưng ơi đời rốt còn gì, dù rằng đời có cực kỳ văn minh. Ưng ơi đời là chốn tranh giành, càng giành càng khổ, càng tranh là càng tàn. Ưng ơi sanh tử còn mang, đời như là giấc mộng càng mà thôi. Ưng ơi phải lấy đạo thay đời, đem điều sanh tử mới đổi nơi niết bàn. Ưng ơi muốn khỏi thế gian, không chi bằng lối theo hàng Phật khuyên. Ưng ơi thật chí tu hiền, Phật trời sẽ độ cơ quyền sẽ thông. Và ưng ơi chỉ có mấy dòng, làm quà hải ngoại tặng lòng của ưng. Chúc ưng thoại nguyện lãnh thần, hẹn nhau gặp một ngày gần kề bên. Mà kính thưa quý vị, đó là bên đại hội Long Hoa hay là bên trời Tây Phương cực lạc, thì đó là do công phu của quý vị nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy mà tu hành chứng đắc theo đó. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì thấy thời gian cũng có hạn, trước khi chấm dứt có lời kính chúc quý vị được hồng ân tam bảo quay lên Đức Thầy chư Phật mười phương độ cho tất cả quý vị đồng đạo trong và ngoài nước có tinh thần Phật pháp nhiệm màu, gia đình được an lành hạnh phúc, trên hòa dưới thuận, kinh tế ổn định, tu hành tinh tấn, thành công viên mãn để cứu khổ cứu quyền đúng như Đức Thầy chỉ dạy. Ráng tu đắc đạo cứu cứu quyền, khóc chống mê đầu đến cảnh tiên. Họ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền, hay là chốn đọa đài hồn linh tông thổ, luôn trong cháu con lớn nhỏ làm hiền, hầu lây hưởng được phước duyên, khỏi dòng lao lý để thoát biển cầm lưng. Xin hết Nam Mô Di Đà Phật. Đây là đề nghị Quân Nghĩa đọc vài câu giảng không? Mình đọc mấy câu à? Trên YouTube không à? 46 luôn. Thôi thôi. Nắng mưa giờ mà thì hôm nay nhân cái ngày để chủ tịch của Phật Thầy Tây An, thì hôm nay thì nghĩa cùng gặp quý vị đồng đạo và xin thành lòng nhắc lại những lời châu ngọc Đức Thầy trong một đoạn ở quyển tư. Thôi.
Nam mô A Di Đà Phật. Vừa này cũng lại cây cây tân ai là người trí mạo thức thời tìm đạo nhiệm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng dòng quy. Coi rồi phải thân mình tự trì, chẳng độ xong Phật khó dắt nhiều. Hạ thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra kế lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. Mười hai tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Chữ phù dân phu quý nay mai, luân giới chuyển dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống như trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ, bụi bần hàng đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế. Xử những kẻ hung hăng tội tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kể này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tình. Ngọc bảo quý ân trong Nam Định, muốn tìm kiếm đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt phải mau cài cây. Ai có nói ta là người quay, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vạn dân giải thoát. Nam mô A Di Đà. Bà con mời đại nghĩa đang nghe câu đoạn diễn với thầy một lần nữa thầy.